Trong video lần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện chuyến bay đầu tiên với DJI Mini 2. Unbox DJI Mini 2. Chúng tôi sử dụng DJI Mini 2 Fly More Combo làm ví dụ trong video này. Lấy flycam và các phụ kiện của nó ra, bạn có thể lưu trữ các cánh quạt dự phòng ở ngăn trên cùng của túi đeo DJI Mini 2. Người dùng DJI Mini 2 Fly More Combo có thể sạc pin bằng trung tâm sạc 2 chiều. Người lắp pin vào ngăn chứa. Âm thanh sau cho biết pin đã được sạc đầy. Đảm bảo rằng pin đã được lắp đầy đủ và nắp ngăn chứa đã được cố định chắc chắn. Bạn có thể sử dụng cáp Type-C hoặc trung tâm sạc pin để sạc pin máy bay. Trung tâm sạc pin có thể hoạt động như một ngân hàng điện và kết nối với thiết bị di động qua cáp USB. Tháo các que điều khiển khỏi khe lưu trữ trên bộ điều khiển từ xa và lắp chúng vào vị trí. Kéo giá đỡ điện thoại ra. Cáp điều khiển từ xa được giữ trong một khe cắm tích hợp trong bộ điều khiển từ xa. Một đầu của cáp dùng để kết nối với bộ điều khiển từ xa và đầu còn lại sẽ kết nối với thiết bị di động của bạn. Rút đầu cáp ra khỏi mặt sau của bộ điều khiển từ xa. Đặt thiết bị di động của bạn vào giá đỡ với cổng cắm ở phía bên phải. Kéo giá đỡ lên để bảo vệ và cố định thiết bị. Sau đó kết nối thiết nhấn nút nguồn của bộ điều khiển từ xa một lần. Sau đó nhấn một lần nữa và giữ để bật điều khiển từ xa. Theo trình tự, mở cánh máy bay và cánh quạt, sau đó tháo vỏ ghim nhấn nút nguồn của máy bay một lần và thêm một lần nữa, sau đó giữ để bật máy bay. Tìm kiếm ứng dụng DJI Fly, download và cài đặt ứng dụng vào điện thoại của bạn. Lưu ý rằng máy bay và bộ điều khiển từ xa đi kèm được liên kết. Mở ứng dụng DJI Fly và làm theo hướng dẫn để kích hoạt máy bay. Bạn nên thực hiện chuyến bay đầu tiên ở khu vực ngoài trời thoáng đãng hơn là ở trong nhà, vì bạn sẽ có nhiều không gian hơn để vận hành máy bay trong lần thử đầu tiên. Trước khi cất cánh, hãy đặt bộ điều khiển từ xa ở chế độ Normal. Kiểm tra các cánh quạt và pin đã nằm ở đúng vị trí chưa. Tháo nắp gimbal và lắp thẻ nhớ micro SD vào. Sau đó, đặt máy bay trên mặt đất. Phía sau của máy bay hướng về người điều khiển. Khởi chạy ứng dụng DJI Fly và nhấn vào Go Fly. Và vào phần cài đặt, chọn mục Safety, chọn Return Home để máy bay quay trở lại khi gặp những chướng ngại vật cao hơn ở xung quanh. Khi ứng dụng hiển thị cảnh báo bất thường, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình của ứng dụng. Nhấn vào biểu tượng cất cánh ở bên trái, nhấn và giữ biểu tượng để cất cánh tự động. Sau khi cất cánh, biểu tượng phía bên trái sẽ chuyển đổi thành biểu tượng hạ, nhấn vào biểu tượng hạ cánh, nhấn thêm một lần nữa và giữ để tự động hạ cánh. Đẩy cả hai cần điều khiển xuống và hướng vào trong. Khi động cơ bắt đầu quay, thả cả hai cần điều khiển cùng một lúc. Đẩy cần bên trái lên để nâng máy bay theo cách thủ công. Cần bên trái sẽ điều khiển độ cao và hướng. Cần bên phải sẽ điều khiển các khả năng di chuyển của máy bay như tiến, lùi, sang trái, sang phải. Sau khi khởi động động cơ, nếu máy bay chưa cất cánh, gạt cần bên trái xuống để dừng động cơ. Nếu máy bay đã cất cánh, hãy gạt cần bên trái xuống khi muốn hạ cánh. Nếu bạn thả cần trong khi đang bay, máy bay sẽ tự động di chuyển. Nhấn nút tạm dừng hoặc RTH một lần trên bộ điều khiển từ xa để cho máy bay phanh lại. Trong suốt chuyến bay, hãy quay anten của bộ điều khiển từ xa về phía máy bay để giữ được tín hiệu tối ưu. Máy bay tự động chuyển sang chế độ Attitude, ATTI, khi hệ thống tầm nhìn không khả dụng hoặc bị tắt và khi tín hiệu GPS yếu hoặc la bàn bị nhiễu. Trong trường hợp này, hãy hạ cánh ở vị trí an toàn càng sớm càng tốt. Nhấn vào biểu tượng máy ảnh ở phía bên phải. Lựa chọn Photo, Video, Quick Shot hoặc Pano. Bạn có thể
Bạn cũng có thể sử dụng gimbal dial ở bên trái của bộ điều khiển từ xa để điều chỉnh độ nghiêng của gimbal. Nhấn vào nút chụp hoặc quay để bắt đầu cũng như khi muốn dừng ghi hình, hoặc sử dụng nút chuyển đổi chế độ ảnh và video. Ở chế độ video, bạn có thể kéo thanh thu phóng trên màn hình DJI Fly, hoặc trượt hai ngón tay kéo ra phía ngoài màn hình, hoặc nhấn và giữ nút tùy chỉnh chế độ để có thể điều chỉnh mức độ thu. Nhấn vào biểu tượng xem lại ở góc dưới cùng bên phải để truy cập các tệp trên máy bay và tải xuống với tốc độ cao. Trong chuyến bay, bạn có thể thay đổi chế độ bay thông qua công tắc chế độ máy bay ở trên bộ điều khiển từ xa. Chế độ Normal, máy bay sẽ sử dụng GPS và hệ thống tầm nhìn hướng. Nhấn vào biểu tượng hạ cánh trong màn hình ứng dụng DJI Fly hoặc nhấn và giữ nút RTH trên bộ điều khiển từ xa để bắt đầu Smart RTH. Máy bay cũng sẽ thực hiện Smart RTH hoặc hạ cánh trong các tình huống sau: khi mức pin Intelligent Fly quá thấp và chỉ đủ pin để quay trở lại, DJI Fly sẽ hỏi người dùng có muốn quay trở lại hay không. Máy bay sẽ tự động hạ cánh nếu mức pin hiện tại chỉ có thể hỗ trợ máy bay đủ lâu để giảm xuống từ độ cao hiện tại. Không thể hủy tự động hạ cánh, nhưng bộ điều khiển từ xa có thể sử dụng để thay đổi hướng của máy bay trong quá trình hạ cánh. Nếu bạn muốn tắt nguồn máy bay và bộ điều khiển từ xa, hãy nhấn và sau đó giữ nút nguồn trong 2 giây. Nên sử dụng giá đỡ cánh quạt khi cất giữ. DJI Mini 2 có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị di động thông qua Wi-Fi, cho phép người dùng tải hình ảnh và video về điện thoại thông qua ứng dụng DJI Fly mà không cần tới điều khiển từ xa. Người dùng có thể tải hình ảnh và video một cách nhanh chóng và thuận tiện với tốc độ đường truyền lên tới 20 MB/giây. Bật nguồn máy bay và đợi cho đến khi quá trình kiểm tra tự chuẩn đoán của máy bay hoàn tất. Nhấn và giữ nút Quick Transfer trong 2 giây. Đèn LED phía trước sẽ từ từ nhấp nháy màu xanh lam khi chuyển đổi chế độ thành công. Hãy đảm bảo rằng Bluetooth và Wi-Fi được bật trên điện thoại của bạn và một cửa sổ sẽ tự động xuất hiện để giúp bạn kết nối với máy bay. Sau khi quá trình hoàn tất, sẽ hiện thông báo Successfully Connected. Lưu ý rằng khi điện thoại kết nối với máy bay lần đầu tiên, bạn cần nhấn nút Quick Transfer để xác nhận. Đảm bảo rằng máy bay được kết nối với điện thoại của bạn thông qua bộ điều khiển từ xa và động cơ chưa khởi động. Bật Bluetooth và Wi-Fi trên điện thoại. Khi bạn nhập Playback trong ứng dụng DJI Fly trên điện thoại, chạm vào biểu tượng Quick Transfer ở góc bên phải để truy cập các tệp trên máy bay và tải xuống ở tốc độ cao. Nhập Album. Chọn video bạn muốn tải xuống. Nhập album. Chọn video bạn muốn tải xuống và chọn download đoạn cắt, hoặc bạn có thể tải xuống toàn bộ video. Nhấn vào Stream Download và kéo thanh trượt để chọn điểm bắt đầu và kết thúc video mà bạn muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy liên hệ ngay với Tokyo Camera để sở hữu cho mình DJI Mini 2.